CDC Mỹ nâng mức cảnh báo với bệnh đậu mùa khỉ. Sắp Trăng, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết và bệnh tay chân miệng tăng. Vĩnh Long, xe ô tô biển xanh gây tai nạn khiến một người tử vong. Xe khách chở 48 người bốc cháy dữ dội trên đường Đà Lạt đi Nha Trang. Huấn luyện viên U23 Malaysia nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống Mở đầu bản tin trưa của chúng tôi sẽ là thông tin về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới Trước sự lây lan chóng mặt của đậu mùa khỉ thì mới đây Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ lên mức 2 khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi đi lại trong cảnh báo mới cập nhật ngày mùng 6 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết các trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu Á và Australia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các ca nhiễm đậu mùa khỉ có thể đã lan ra ngoài châu Phi mà không bị phát hiện trong nhiều năm, cho tới khi ca đầu tiên được xác nhận tháng 3 vừa qua. Mỹ tới nay đã ghi nhận 25 ca nhiễm trên cả nước và CDC Mỹ đã nâng mức cảnh báo đối với đậu mùa khỉ lên mức 2, khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi đi lại. CDC Mỹ đã bắt đầu phân phối khoảng 1.200 liều vaccine phòng virus đậu mùa khỉ có tên gọi Gineos cho những đối tượng tiếp xúc gần, có nguy cơ cao nhiễm bệnh. Loại vaccine này đã được phê duyệt sử dụng tại Mỹ vào năm 2019 đối với những người từ 18 tuổi trở lên để phòng chống các bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ. Theo CDC Mỹ, virus đậu mùa khỉ đang lây lan nhanh hơn dự kiến, song giới chức trách cũng lưu ý rằng bệnh đậu mùa khỉ khác xa dịch COVID-19 cả về mức độ nghiêm trọng và tính lây nhiễm. Giới chức y tế Mỹ khuyến cáo những người có tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, thường xuyên đo thân nhiệt, đặc biệt nếu có các triệu chứng như ớn lạnh, nổi hạch và phát ban thì cần tự cách ly mặc dù việt nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nào nhưng theo chuyên gia có thể một thời điểm nào đó sẽ có ca bệnh xâm nhập do vậy việt nam phải làm tốt biện pháp kiểm soát dịch ở các cửa khẩu biên giới đặc biệt để ý tới những người đi từ vùng dịch về các địa phương và người dân cần thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế kiểm soát chặt chẽ không để dịch xâm nhập giám sát các ca bệnh nghi ngờ trong cộng đồng để kịp thời có biện pháp phòng chống không để dịch lây lan Thưa quý vị, cho tới thời điểm này, Việt Nam liên tục tiếp nhận 4 ca nhiễm sốt rét ác tính nhập khẩu từ các nước châu Phi. Điều này khiến cho rất nhiều người lo lắng về nguy cơ lây lan của căn bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, khả năng sốt rét lây lan vào Việt Nam là rất thấp. Vậy nên, người dân không cần quá hoang mang và lo lắng trước những ca bệnh hiếm này. Gần đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã ghi nhận hai trường hợp bệnh nhân mắc sốt rét trở về từ Angola. Tiếp đó, ngày 4 tháng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đang điều trị cho hai bệnh nhân bị sốt xuất huyết vừa trở về từ châu Phi. Một bệnh nhân là nam, 63 tuổi, trở về từ bờ biển Nga, Tây Phi. Bệnh nhân thứ hai là nữ du học sinh 24 tuổi, trở về từ Cameroon, Trung Phi. Việc liên tục tiếp nhận các ca nhiễm sốt rét trong thời gian gần đây khiến rất nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Trong những năm qua, bệnh sốt rét ở Việt Nam đã được kiểm soát khá thành công bởi chúng ta đã có những chương trình phòng chống hiệu quả ở các địa phương. Thuốc sốt rét cũng được cung cấp đầy đủ để điều trị nên tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét giảm nhiều chỉ còn ở một số tỉnh Tây Nguyên và phía Nam. Theo bác sĩ Trường Hiếu Khanh, cố vấn khối nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, sốt rét có thể lây từ người sang người với vật trung gian là muỗi Anopheles. Tuy nhiên, vì loài mũi này chỉ thường xuất hiện ở các khu vực rừng núi, vậy nên người dân không cần quá hoang mang và lo lắng trước những ca bệnh hiếm này. Cũng theo bác sĩ Trần Thành Long, trưởng khối điều trị phòng khám bệnh chuyên khoa ký sinh trùng, viện sốt Z, ký sinh trùng, côn trùng thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu nước ta từng ghi nhận nhiều ca sốt Z, nhưng còn hiện nay rất ít thủ phạm gây bệnh sốt z là muối anopheles và chỉ có những ai đi vào rừng sâu đang lưu hành bệnh sốt z ở một số địa phương như bù gia mập đắc ơ đắc nhau tỉnh bình phước thì mới có khả năng bị sốt z khi có muối anopheles đốt song khả năng này cũng rất thấp cần chú ý phân biệt triệu chứng của sốt xuất huyết và sốt z sốt xuất huyết do bốn thai virus gây ra bệnh nhân sẽ bị sốt đột ngột sốt nhiều ngày uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn sốt lại người mệt nhức đầu đau hốc mắc buồn nôn, tiêu chảy, cơn sốt rét là do ký sinh trùng. Plasmodium gây ra cơn sốt rét điển hình sẽ có các triệu chứng như rét run, sốt nóng và vã mồ hôi. Mỗi ngày người bệnh sẽ lên cơn sốt 1 đến 2 lần tùy thuộc vào loại ký sinh trùng nào gây ra. Bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt mỏi sau mỗi cơn sốt, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh nhân có thể tử vong. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ. HCDC vẫn duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên ca bệnh và côn trùng truyền bệnh cùng các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa mũi đốt để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết đang là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như phòng các bệnh do mũi truyền khác. Hiện COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên toàn quốc, tuy nhiên thời điểm này đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương, các bệnh lưu hành như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, đặc biệt là sóc trăng. Cả hai loại truyền nhiễm nguy hiểm này đang gia tăng các ca đến mức báo động. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, CDC Sóc Trăng, từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết, dengue và bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng nhanh, nhất là trong giai đoạn đang chuyển mùa và đầu mùa mưa như hiện nay. Tính đến ngày 5 tháng 6, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 600 ca mắc sốt xuất, xuất huyết dengue, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 23 trường hợp sốt xuất, xuất huyết dengue nặng và một trường hợp tử vong, ghi nhận ở 128 ổ dịch, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có số mắc cao là thị xã Vĩnh Châu và các huyện Trần Đề, Thạnh Trị, Long Phú. Ngoài bệnh sốt xuất số huyết tăng mạnh, các địa phương cũng ghi nhận trên 670 ca tay chân miệng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2021, có 63 ổ dịch, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có số ca mắc cao gồm thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành. Nhà định của ngành chuyên môn cho thấy thời gian tới dịch sốt xuất số huyết, dengue, dịch tay chân miệng sẽ có thể tiếp tục bùng phát mạnh nếu như không quyết liệt hơn nữa trong các hoạt động can thiệp, phòng chống, để mạnh tuyên truyền cách phòng chống tới người dân ở các địa phương nhằm chủ động phòng chống hạn chế dịch bệnh trong mùa mưa đã đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sóc trăng khuyến cáo các ngành chuyên môn địa phương và người dân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền diệt sạch long quăng bỏ gậy kiểm soát tốt long quang nơi ở nơi làm việc thì sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh phòng chống tốt dịch bệnh sốt số xuất huyết đối với các khu vực người dân có thói quen chứa nước mưa phải có tấm bạt bịt kín dụng cụ chứa nước để muối không vào để trứng được xúc rửa các dụng cụ chứa nước thường xuyên, thả cá diệt loang quăng trong bể nước. Đồng thời, các đơn vị người dân thực hiện tốt việc thu gom xử lý, tiêu hủy các vật dụng phế thải, chai lọ, lợn úp vỏ trái dừa để không chứa nước, mũi không vào để trứng được, sắp xếp quần áo gọn gàng, ngăn nắp, cho vào tủ hoặc sử dụng tấm bạt phủ kín sau quần áo cho trong nhà. Nhà cửa phải thông thoáng, thường xuyên mở cửa để gió lùa vào, sử dụng nhang đuổi muối, các vợt bắt muối hoặc các chai hóa chất được bán trên thị trường có kiểm định, Trẻ em mặc quần áo dài khi chơi đùa vào sáng sớm hoặc chiều tối, ngủ mùng, màn, không có mũi, không có lăng quăng thì sẽ không có sốt xuất, xuất huyết. Các phụ huynh đặc biệt cần thường xuyên rửa tay trước khi cho trẻ ăn, ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống chín, khử khuẩn, lau chùi bề mặt thường xuyên để phòng chống bệnh tay chân miệng và gìn giữ vệ sinh sạch sẽ để trẻ có thể trạng mạnh khỏe, phòng ngừa bệnh tật tốt hơn. Tiếp nối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự trong nước. Mới đây tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển xanh thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang chở nữ phó chủ tịch tỉnh đi công tác bất ngờ lấn trái làn đường và chạm xe máy khiến cho người đàn ông tử vong tại chỗ. Tối ngày 6 tháng 6, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cử cán bộ đến nhà nạn nhân vụ tai nạn để hỗ trợ lo hậu sự. Khoảng 16 giờ cùng ngày, xe ô tô biển xanh 64A 00212 chưa rõ tên người lái chở một nữ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đi công tác. Ô tô chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng từ hướng trung tâm thành phố Vĩnh Long ra quốc lộ 1 đi Cần Thơ. Khi đến đoạn thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, xe bất ngờ lấn sang làn đường bên trái, tông vào xe máy do một người đàn ông cầm lái. Vụ tai nạn khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ. Theo ông người, xe biển xanh thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Ông cũng nghe báo cáo thời điểm xảy ra tai nạn trên xe đang chở nữ phó chủ tịch tỉnh đi công tác. Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video sau. Liên quan tới vụ việc tàu cá Quảng Ngãi bị một tàu hàng đâm chìm trên biển, trưa ngày 6 tháng 6, các nạn nhân của tàu cá QNG 91426TS đã được đưa vào bờ. Trong số 8 ngư dân, có 3 người tử vong. Thiên trưởng Trần Văn Công, 47 tuổi, chú xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngồi thất thần bên cạnh ba thi thể là thuyền viên của tàu mình. Ông cùng những nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại chuyến vươn khơi kinh hoàng vừa trải qua khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 6, chiếc thuyền thả trôi tự do ở khu vực cách bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, khoảng 7 hải lý về hướng đông. Các người dân đang ngủ sau một ngày đánh bắt, còn ông Công đang trong cabin để theo dõi hướng đi của tàu. Ông Trần Văn Công, thuyền trưởng tàu QNG 91426TS kể lại, Tôi đang ngồi, bỗng nhiên có một tàu tông sầm vào tàu tôi, khiến con tàu lật. Sau một khoảng thời gian lùng bùng trong đó, tôi và bốn thuyền viên khác bơi được ra ngoài. Khi tôi thoát ra ngoài thì tàu chìm. Tôi cua tay, thấy thi thể của hai thuyền viên và chỉ biết cố giữ để họ không bị trôi đi. Ngư dân Đinh Thành Trinh, 58 tuổi, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại chuyến biển vừa trải qua. Khi đang lờ mờ ngủ thì ông nghe một tiếng động lớn do va chạm. Trong tích tắc tàu chìm, những người trên chiếc tàu lớn sau khi va chạm cũng rời khỏi hiện trường, bỏ mặc những ngư dân vùng vẫy giữa biển trong đêm. Ông Trinh nói, tôi và bốn người khác bám vào căn nhựa để nổi lên mặt biển. Đến khoảng 6 giờ sáng thì được các ngư dân tàu bạn phát hiện. Lúc sau, lực lượng biên phòng có mặt và đưa vào bờ. Tàu QNG 91426TS hành nghề pha súc do ông Công làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến cách đây 2 ngày tại trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Quảng Ngãi ba bạn thuyền xấu số, số tử vong gồm Võ Đình Nam sinh năm 1963, Nguyễn Văn Thành sinh năm 1968 và Trần Gương sinh năm 1961. Ông Công cho hay, trong ba người tử vong có một người là anh rể của ông, một người là con bác ruột và người còn lại là bạn thân. Vì thuyền trưởng nói, đau xót lắm, chẳng ai ngờ sự việc có thể xảy ra như thế. Tôi chẳng gây thú chốc oán với ai, cớ sao nên cơ sự này. Trao đổi với báo chí, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đã đề nghị Bộ Tư lệnh chỉ đạo bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển phối hợp với cơ quan chức năng điều tra tàu tông va vào tàu cá QNG 41426TS khiến 3 người tử vong. Lãnh đạo đội biên phòng cửa đại, thành phố Hội An cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ việc lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 6 và lập tức điều động hai cano cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu nạn. Tiếp cận hiện trường, đơn vị đưa 5 ngư dân sống sót lên tàu cứu hộ, cẩn trương sơ cứu vết thương và đưa vào bờ. Sau đó, cùng với các ngư dân tàu cá lân cận, tìm kiếm các nạn nhân tử vong và mất tích thi thể ngư dân cuối cùng trong vụ chìm tàu được tìm thấy đang trôi giạt về phía nam, cách vị trí gặp nạn khoảng một hải lý. Đến chiều ngày 6 tháng 6, đội biên phòng cửa đại bàn giao ba thi thể và hỗ trợ phương tiện để gia đình đưa nạn nhân về quê an táng, tìm phương án trục vớt tàu cá gặp nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã quanh vùng các tàu hoạt động trên biển tại thời điểm xảy ra vụ va chạm với tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi để khẩn trương truy tìm chiếc tàu gây ra vụ tai nạn khiến nhiều người chết, đồng thời hoàn tất các hồ sơ thủ tục để phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Tối ngày 6 tháng 6, một xe khách lưu thông theo hướng Đà Lạt-Nha Trang thì bất ngờ bốc cháy dữ dội tại đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái. Lửa bao trùm khiến cho 48 người trên xe hoảng loạn, bỏ chạy tìm cách thoát thân. Toàn bộ xe và hàng hóa thì bị thiêu rụi. Rất may là không có thiệt hại về người. Được biết, xe khách 50 chỗ, biển 49V01072 do tài xế Đình Tài, 49 tuổi, quê Đà Lạt, điều khiển đi trên quốc lộ 27 hướng từ Đà Lạt về Nha Trang, khi vừa xuống đèo Khánh Lê, qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, xe bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội. Lúc đó, trên xe có 48 người, gồm hành khách, tài xế và phụ xe. Hành khách ở bên trong ô tô hoảng loạn là hết. Tài xế liền dừng xe, mở cửa rồi chi hô để hành khách thoát ra ngoài trước khi toàn bộ ô tô khách bị lửa bao trùm. Một lúc sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Khánh Hòa đã đến hiện trường phun nước dập lửa thì mới khống chế được đám cháy hậu quả xe khách bị cháy treo khung, cửa sổ vỡ tung và nhiều hàng hóa trên xe bị cháy rủi. Được biết, nguyên nhân vụ cháy do nổ lốp bánh xe. Công an huyện Khánh Vĩnh đã đến bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên vì trời tối nên sáng hôm sau, tổ công tác mới có thể kiểm tra, khám nghiệm hiện trường. Phía công ty cũng đã bố trí xe khác đưa khách đi đúng lịch trình. Hiện nay đang là lúc cao điểm của thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy xe rất cao, nhất là đối với các xe di chuyển trên đường dài liên tục phải vận hành. Để ngăn ngừa, hạn chế việc cháy xe, các chủ xe cần thận trọng, không chủ quan khi chở hàng hóa trong hầm hàng, khoang hành lý, đặc biệt khi chở xe máy, phải đảm bảo không còn nhiên liệu do gì có thể gây cháy. Sau vụ tai nạn tài xế lái xe Audi khiến cho 3 người tử vong tối ngày 2 tháng 6, thì mới đây, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng với gia đình nạn nhân ở Bắc Giang. Theo đó, đại diện báo điện tử VOV cùng công ty truyền hình Cáp Quang Việt Nam VOTV đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên hỗ trợ cháu Nguyễn Hải Tân sinh năm 2001, người con trai còn lại của gia đình nạn nhân, 10 triệu đồng, mong cháu Tân vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, tinh thần để tiếp tục học tập tốt tại đây ông nguyễn thanh tuyền tổng giám đốc công ty truyền hình cáp quang việt nam votv cho biết để đảm bảo việc học tập và tương lai cuộc sống của cháu tân công ty xin đề nghị với gia đình nạn nhân được hỗ trợ toàn bộ tiền học phí sinh hoạt của cháu tân trong quá trình học tập đến khi tốt nghiệp ra trường ông tuyền bày tỏ trước sự việc đau lòng xảy đến với gia đình cháu tân votv cam kết ngay sau khi cháu tốt nghiệp học tập xong sẽ nhận cháu vào công ty làm việc và được hưởng lương thưởng chế độ theo đúng quy định của nhà nước đồng thời hỗ trợ cuộc sống của cháu tân sau này anh Nguyễn Ngọc Quý, chú ruột người nhà nạn nhân cho biết, phía gia đình của Nguyễn Đức Thịnh, tài xế xe đi gây tai nạn, có đến hỏi thăm và xin phép được cùng gia đình nạn nhân lo hậu sự cho người mất. Tuy nhiên, gia đình chỉ đồng ý để họ đến thắp hương chia buồn, còn từ chối hỗ trợ kinh phí lo đám tang. Đồng thời, gia đình nạn nhân mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế theo quy định của pháp luật. Anh Quý nói, trong những ngày qua có nhiều người đã đến chia buồn động viên gia đình tôi chúng tôi rất cảm ơn những nhà hảo tâm mạnh thường quân và báo điện tử vov đã đến tận gia đình để hỗ trợ chia buồn với cháu tân và gia đình trong lúc tăng gia bối rối còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm em nguyễn hải tân con cả trong gia đình ba người bị tài xế audi đâm tử vong cho biết thời gian qua có nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân đã đến hỗ trợ động viên chia buồn đã làm vơi đi phần nào đau thương giúp tân ổn định tâm lý tinh thần để vượt qua thời điểm khó khăn này đột ngột mất cả bố mẹ và em gái chỉ sau một đêm có lẽ những mất mát em tân đang phải chịu sẽ không có gì bù đắp lại được nhưng em vẫn còn một tương lai dài phía trước hy vọng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm em sẽ tiếp tục đứng vững và vượt qua sự mất mát này Thưa quý vị, lượt cuối bảng C giải U23 châu Á 2022 đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Khi U23 Malaysia đã sớm bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, nhưng họ vẫn còn quyền phán quyết đội bóng nào trong số U23 Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ giành vé đi tiếp. Chính vì vậy mà U23 Malaysia quyết tâm khắc phục sai sót để có điểm ở trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Việt Nam vào tối ngày 8 tháng 6 tới đây. U23 Malaysia đặt mục tiêu khá cao tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, sau hai trận đã đấu, họ không giành được điểm nào. Trận đầu tiên, U23 Malaysia thua U23 Hàn Quốc 1-4, sau đó họ thua tiếp U23 Thái Lan 0-3. Dù mới thắng đối thủ 2-1 tại SEA Games 31, huấn luyện viên U23 Malaysia Brad Maloney cho biết, ở trận đấu vừa qua, U23 Malaysia đã chơi tốt trong 20 phút đầu trận. Chúng tôi kiểm soát được trận đấu, nhưng sau đó đội đã mắc sai lầm ở hàng phòng ngự, dẫn đến việc bị nhận bàn thua. Chúng tôi bị xa lầy khi mắc những sai lầm đơn giản, và tất nhiên những đội bóng giỏi như U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan sẽ tận dụng điều đó để ghi bàn. Sau hai lượt trận, U23 Malaysia là đội đầu tiên ở bảng C bị loại. Tuy nhiên, việc họ thi đấu như thế nào ở lượt trận đấu cuối gặp U23 Việt Nam sẽ có ảnh hưởng đến cục diện chung cuộc của bảng đấu. Nếu U23 Malaysia thắng hoặc hòa U23 Việt Nam, họ sẽ loại thầy trò gông Okion, đồng thời giúp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc nghiễm nhiên giành vé vào tứ kết. Ông Maloney nhấn mạnh, chúng tôi sẽ đánh giá lại phong độ của các cầu thủ và chắc chắn sẽ xem xét việc luân chuyển nhân sự ở trận đấu gặp U23 Việt Nam. Một số cầu thủ đã mệt mỏi ở trận đấu gặp U23 Thái Lan và chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi để đạt được mục tiêu của mình. So với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, U23 Malaysia không thay đổi nhân sự so với SEA Games 31. Họ mang nguyên đội hình dự SEA Games đến vòng chung kết U23 châu Á nên không có nhiều đổi mới trong lối chơi. Tại bán kết SEA Games 31, U23 Malaysia đã thua U23 Việt Nam 0-1. Tinh thần của U23 Malaysia bị dao động và thiếu vững vàng. Trên cơ sở đó, U23 Việt Nam vào lúc này hoàn toàn có cơ hội đánh bại Malaysia. Vấn đề của U23 Việt Nam lúc này là cần phải có sự chuẩn bị tâm lý tốt, quyết tâm buộc phải thắng để giành vé đi tiếp có thể trở thành con dao hai lưỡi khiến đôi chân của các cầu thủ U23 Việt Nam trở nên nặng nề hơn. Nếu duy trì được sự tự tin, điềm tĩnh như những gì đã diễn ra ở hai trận đã qua, chiến thắng là điều các tuyển thủ U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến. Chúng ta hãy cùng chúc cho thầy trò huấn luyện viên gốc Okion giành chiến thắng trong trận đấu vào ngày 8 tháng 6 tới đây với U23 Malaysia. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Trong khi miền Bắc tiếp tục đợt mưa to và rông kéo dài với lượng mưa có nơi trên 80 mm thì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tại Nam Bộ hôm nay mùng 7 tháng 6 sẽ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày mùng 7 tháng 6, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn. Ban ngày, sáng thứ ba ngày mùng 7 tháng 6, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, trong cơn rông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 33 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 73%. Hướng gió tây tây nam, vận tốc 11 đến 33 km/h. Giữa trưa ngày mai, chỉ số UV có thể đạt ở mức độ 5, nguy cơ gây hại trung bình, người dân nên ở dưới bóng mát thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi có nắng gắt. Ban đêm, buổi tối và đêm trời ít mây, có lúc có mưa rào nhẹ vài nơi, lượng mưa về đêm có xu hướng giảm so với ban ngày. Nhiệt độ phổ biến về đêm 26 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 92%, hướng gió Tây Tây Nam đến Tây Nam, vận tốc 7 đến 15 km/h. Nhiệt độ về tối và đêm giảm xuống còn 25 đến 26 độ, độ ẩm trung bình ở mức 94 đến 98%. Hướng gió đông nam đến đông đông bắc, vận tốc 9 đến 15 km/h. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng với những tin tức đa chiều được cập nhật liên tục trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, quý vị sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.